Mất mẹ kiếm bép rồi. À đây rồi, được cái kiếm bép là ngon rồi. Biết đâu ván này đánh băng tộc cũng được ấy chứ. Không, chứ nói không phải mê tín, nhưng tôi đánh hay lắm ấy, tôi đánh rất hay luôn này, hay cực đấy. Mỗi tội em ra đồ này, ván này lại thua đến đít rồi nha. Ván này lại đâu đó trong top 7, ván này tôi nghĩ là tôi sẽ ít nhất là trong top 7, không bao giờ có chuyện top 8 được, chắc chắn là trong top 7. Đùa thôi, ván này phải trả thù. Ván này phải làm lại một pha Gunslinger này. Nháp mà, game đấy nháp mà. Ván này chắc chắn sẽ top 7. Yên tâm, tôi mà không top 7 tôi sẽ làm chó, mà tôi sẽ sủa gâu gâu cho anh em nghe. Có khi nào mình sủa mẹ chiếc cho nó củ chắc không nhở? Đó, 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 đó. Có tí nhớt rồi đấy, có tí nhớt rồi đấy. Da! Ai chà chà, nhức nách quá nhờ. Bạn này đánh Noble được ấy nhờ. Bạn này vứt full đồ cho Garen nhá. Bạn này vứt full đồ cho Garen. Mẹ nó gánh team này. Chà. Ngon. Huyết kiếm. Ý mẹ. Này là hơi ít đồ đấy nhá. Nói không phải mê tín, đồ này là hơi ít đấy. Chắc là ván này đánh Gunslinger, cái bọn Gunslinger này đang khỏe. Nó có con Midfighter này. Tôi không biết là Midfighter nó có được sửa lại hay không, nhưng mà dạo này nhiều thằng chơi Midfighter lắm. Đấy, bắt nào là thằng trẻ con rồi. Đấy, ít ra bắt nào thằng trẻ con. Ván này nó có khởi sắc ngay, thấy không? Anh em thấy cái tỷ lệ top 7 cao chưa? Tí mẹ chắc chắn top 7 rồi. Thế sao lại có cái mẹ... Nó lại ra cờ như thế này nhỉ? Giờ phải biết tin vào ai bây giờ đây? Vứt đồ cho Lucian à? Đi, thằng này đã chơi Assassin rồi. Assassin bây giờ cũng đang mạnh. Assassin bây giờ cũng đang mạnh. Confirm là Assassin đang mạnh. Con Pai này, con Pai đang mạnh này. TFT. Fear the void.
Đánh cái team mà không có đam này rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Không biết thua lúc nào đâu mà. Này con, cái con Gray mà xếp gần mà nó bắn xuyên là cũng kinh phết đấy nhá. Hy vọng giết thêm con nữa thì đẹp. Ai chà. Thì mẹ con này lại trâu đục uống nước chậm rồi. Garen lên thủ thì ra không hay đâu nhá. Thật. Garen lên thủ cảm giác nó cứ tù tù kiểu gì. Lucian đây này. Bây giờ mà bớ được con Lucian thì đẹp. Bị lấy ngay, chắc chắn mấy con chó lấy ngay. Chắc là tôi sẽ lấy cái giọt nước mắt này. Tôi sẽ lấy nước mắt này về tôi lắp ngọn giáo. Đây tôi sẽ lấy nước mắt. Đúng ra lấy cái cung gỗ này cũng ngon này, nhưng mà thôi lấy nước mắt về lắp ngọn giáo có đam đã. Bây giờ chưa có đam. Ván này là bọn Assassin ngáo đấy nhá. Hai thằng đánh Assassin rồi này. Từ nãy giờ hai thằng đánh Assassin rồi này. Thằng Lao Di Dui. Thằng Lao Di Dui là một này. Cái thằng TFT cũng là hai này. Đây là hai thằng cùng đánh Assassin. Mà riêng đánh Assassin mà có hai người đánh trở lên rất là toang. Để giành giật nhau từng con một thì chúng mày chỉ có chết. Sao lại gấp nhiều thế này? Một vãi lìn. Cờ xấu quá nhỉ. Ai ui đau đầu quá. Ai ui. Hy vọng ở ba con này là cho ba cái món đồ này thôi. Nhiều đôi quá. Cộng 2 thì cũng có nhiều đấy, nhưng mà nó không bộ nào với bộ nào. Khó dùng kinh khủng. Bắn này mới bẩn thua. Độ. Đó. Ít ra phải có tí nhớt. Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng. Ôi đi bẻ ra cái gì là mẹ lại tiếp tục đi bán máu à? Mẹ chuyên mục hiến máu nhân đạo à? Một v
voi, hai voi, ba voi. Phi sớp. Một voi, hai voi, ba voi. Thì phải bắt đúng con giáp. Mẹ cái con mình cần thì nó không ra. Cứ ra cái quần què gì không. Đấy, thì vẽ Lucian nó ra sớm một tí có phải ngon không? Một voi, hai voi. Tristana. Tristana. Đến cái tầm này là phải quyết định xem là mình đánh cái gì rồi, chứ không không lượt thượt mãi được. Trận này không thể lượt thượt mãi được. Hy vọng lên con Lucian 2 sớm để làm đam chính thôi, chứ còn khó đánh đấy. Trận này hy vọng lên con Lucian 2 sớm. Xong rồi tên đi chợ này sẽ lấy được một cái kiếm BF nữa này. Thì có cái ngọn giáo Sojin này thì gọi là có đam chính thì nó gánh được team. Chứ team này chưa có đam này. Ui rồi ôi, Draven kìa. Để mẹ lúc mà chỉ có điều kỳ diệu mới có thể giúp mình có được con Draven. Không thì lấy thìa cũng được, không thể nào lấy thìa thì mình lấy thìa cũng được. Lấy thìa vào là cái cung gỗ này, mất thìa ngay, mất cung gỗ này. Ê, vẫn có cung gỗ chơi nhá. Có cung gỗ chơi này. Mất luôn cung gỗ đi. À, cho chết thật. Đúng là trâu chậm uống nước đục, trâu đục uống nước chậm. Kindred. Thằng này build đồ cho Akali cũng được phết. Con Akali mà các bạn vứt đồ cho nó cũng khỏe phết đấy nhá. Rất gì vật này nọ đấy. Tôi có 3 con Gunslinger rồi, 3 con rồi. 3 con, 3 con.
should fear me. Here comes the boom. Ready? Aim, fire. Chitana sắp 3 rồi này, đi là buồn cười vãi cứt. Thì assassin thì hơi căng nha. Con Lucian này vứt bùa đỏ cho nó rất là khỏe đấy nhá, bởi vì nó bắn nhiều mục tiêu. Nó là bộ noble, nó bắn được nhiều mục tiêu, rất khỏe đấy. Vena. Vena. Mới vẫn có Lucian 3 bây giờ đây này. Đấy. Kiếm BF đi mẹ. Thực sự cần một cái kiếm BF. Tầm này đang có win trick này, tiền lên nhiều, mẹ roll tẹt ga đi anh em. Tầm này roll tẹt ga kiếm một Lucian với con Tristana 3 là kiểu gì cũng có cái để chơi. Lộn cái sờ Rone. Đi mẹ giao lắm ven thế. Chắc là round sau tôi vứt con Cassadin đi. Cassadin này hết trách nhiệm. Cho con lợn vào lại lấy thêm một cái CC và lấy thêm một con nai. Chó bà này, chó ba cầm sách thì mày ý tưởng táo bạo đấy. Bắn. Đúng rồi. Hiệu ứng giải giới thì nó cũng giống như hiệu ứng giải giới trong Liên Minh Huyền Thoại ấy, trong cái LOL chuẩn ấy. Là nó không cho đối phương bắn vào người mình. Cấm, gọi là một cấm tấn công ấy. Nói như vậy là cho nó dễ hiểu. Ngăn chặn đối phương, không cho đối phương tấn công. Đối phương đứng im, đứng đờ mặt ra, không làm một cái gì cả. Sắp Lucian 3 rồi này. Cút đi. Ngon chưa? Sắp Lucian 3 rồi, cố lên em ơi, bắn đi. Đấy, cái giải giới đấy, cái disem đấy. Ai win. Lướt một lần nữa là win. Chết. Lucian. Una này. Đây rồi. Chết con mẹ chúng mày. Đấy, mẹ Lucian 3 ram chính của tôi vào này. Đấy, con Lucian 3 nhiều đam lắm luôn này. Bọn này đâu có kém gì đâu. Ba con ba liền đây này. Cái gì? Mày đú với Lucian của tao á? Như nào? Bố mày chấp mày hồi máu đấy. Như thế nào? Vết thương sâu. Bùa đỏ. Vết thương sâu. Cung gỗ,
cung gỗ hoặc thìa, cung gỗ hoặc thìa hoặc Leona, nhưng mà chắc chắn là sẽ không có. Ê con Vayne có đồ lớn này, con Vayne có đồ lớn này, con Vayne có đồ lớn này anh em ơi. Thằng nào khôn thì lấy Vayne, đúng rồi. Mất Leona này, mất Leona này. Mẹ thằng nào lấy Leona bố chặt con mẹ mày tay luôn này. Ngon. Đừng lấy Leona em ơi, đừng lấy Leona. Ba mày. Không, đừng có lấy, đừng 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 đừng. Cây đậu xanh. Yên tâm đi, sợ gì con Blitz. Kể cả con Blitz nó có kéo con Lucian 3 này không chết được đâu. Còn lâu mới chết được. Đừng có lo bò trắng răng. Bắt đầu roll, bắt đầu khê rồi đấy. Cheat mũ phù thủy à? Ờ thì cũng được đấy. Cũng không tệ đâu. Cheat mũ phù thủy là ngon đấy nha. Không đùa được đâu. Level 6. Level 6. Level 6. Một lần thôi em, anh đã sai rồi. Cho con này vào. Ba Gunslinger, bốn Gunslinger. Ôi, bọn này tộc lùn bắn mid liên tục này. Này thì mid này. Thằng này dùng... Thằng này hình như dùng đủ 6 con người lùn hay sao ấy. Nó dùng đủ 6 con à. Nó né quá nhiều. Dùng đủ 6 con người lùn. Nó là bộ full né đấy. Thôi bắt đầu phải up cấp thôi. Mất 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 mấy win trick rồi. Mất mất win trick rồi. Ba noble up cấp, vứt con này vào. Nó đẹp. Tôi bị kèo counter, đấy là gọi là kèo counter đấy. Nhưng mà cái bọn người lùn nếu mà gặp bọn mẹ AP thì nó bắn nó thì đéo trượt phát nào. Thế nên là trong cái trò chơi này không cái gì là... Không có cái gì là mạnh nhất và không có cái gì là yếu nhất cả. Đây rồi. Đáng để suy ngẫm đấy. Tôi đang để đồ này để đợi mid for turn này. Tôi đang đợi mid for turn ra, tôi vứt vào con mid for turn. Mẹ đi bắn vào con tanh làm cái gì? Bắn vào mấy con này thì đeo bắn. Đi bắn vào mấy con tanh.
Ủa, Deadman Raven tự dưng lại là công hiến này. Có nên cho nó một cơ hội không nhở? Raven ra đéo có đồ cho nó thì cũng phí. Bây giờ phải kiếm một con Kale. Ba Noble, bốn Noble, năm Noble, sáu Noble, đúng rồi. Đây, thằng người lùn này, thằng người lùn này, thằng người lùn này, chó chết đây. Choáng nó. Chết mẹ mày này, người lùn này. Điên à, con Vayne là con kích hệ của tôi đấy, bán là bán thế nào? Chỉ cần con Vayne một đấy thôi, chỉ cần con Vayne một đấy thôi. Nó là con Vayne kích hệ đấy. Hiểu nào là kích hệ không? Chitana bán mẹ đi. Chitana không thể lên 3 bởi vì lên 3 nó cũng không có đồ mà chơi. Nên là bán mẹ đi cho nó rảnh nợ. Lên con Fiora 3 này còn hơn. Sao mình gặp cái thằng người lùn này nhiều thế nhở? Đi mẹ đã bị counter rồi cứ gặp hoài. Lên con Fiora 3 này. Vứt mẹ đồ cho Fiora 3 khỏe cực. Fiora đây Midfortern. Ui Midfortern em ơi, em ơi, kêu kêu hoặc Midfortern hoặc Fiora này, ba con này đều ngon này. Không biết nhặt con nào bây giờ, con nào cũng ngon. Fiora 3, Midfortern. Nhặt mẹ Fiora đi. Hay nhặt kêu nhỉ? Mất Fiora. Cuối cùng đéo nhặt được con nào trong ba con đấy. Thế mới nhục chó. Mẹ ba con thích cuối cùng bị chúng nó nhặt hết cả ba. Mẹ cay thật. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Thành 6 Noble cũng được. Mày thằng này đánh cục thế nhở? Assassin Imperial à? Mày thằng này. Nổ đam. Đéo chết được con này này. Phải là đỡ được ít máu không? Choáng chết con mẹ chúng mày đi. Bắn chết con mẹ mày luôn. Bắn chết con mẹ mày luôn. Ờ bây giờ như nào phải nói. Fiora 3 nào. Đây đây gắn đồ, đây gắn đồ. Chitana cái gì, Chitana tôi bán hết rồi. Giờ còn chit cái gì nữa. Leona. Leona lên 2 rồi chắc thôi.
Đây này, đây mới là chân ái của đời tôi này. Mấy hôm qua tôi đã bị thằng này lừa một lần rồi. Đây mới là chân ái này. Úi giời ơi. Năm vàng. Có, từ từ tôi lắp mũ cho con Mid Fortress mà, bình tĩnh. Không việc gì mà phải vội cả, cứ bình tĩnh. Hai Gunslinger. Hai Gunslinger. Bây giờ mà lên mấy con này ba hết thì ngon. Tôi xong. À nhưng mà Lucian thì không lo lắm. Lucian thì không phải xoắn lắm cái bọn này. Bởi vì Lucian nó sẽ lướt, mà nó lướt phát là nó sẽ ra khỏi cái tầm gọi là đánh của bọn Kha, của bọn Cassidy, à, của bọn Assassin này, không lo lắm. Cho con Fiora ra ba cho nó gọn chỗ nào. Chắc là bán gank plank này, tầm này bán gank plank này. Dồn đồ cho Mid Fortress này. Fiora. Midfoton. Fiora. Đó. Có tí nhớt rồi đấy. Đây đây, Fiora ra rồi, bình tĩnh. Bởi vì khi mà các bạn lên cấp độ 8 thì hình như là cái con level 1 tiền nó ra tỷ lệ thấp lắm. Có mấy phần trăm mà. Mình solo thằng nào nhỉ? Hình như tôi phải đánh nhau với cả cái thằng tiền à, lỗi tiền à. Trông thì thôi, đấy không phải là lỗi tiền đâu. Mẹ bây giờ vứt con gì đi mới là khó khăn này. Nếu có slot Gunslinger Lucian. Sẽ đứng đó chờ em thôi. Thằng Assassin chết rồi, thằng Assassin chết rồi, còn mỗi thằng người lùn này thôi. Mẹ nó Lucian bị tắc này. Chấp kèo quá. Để mà bỏ con xe Juani đi là lòng tôi đau như cắt đấy. Con Vên để làm gì á? Con Vên để làm gì theo các bạn thì con Vên để làm gì? Nước mắt, có cái nước mắt thì đẹp. Nếu có nước mắt. Con Gravet 3 thì mẹ con Gravet 3 này cũng ngon lắm. Thôi được anh em giải thích hộ tôi xem con Vên nó để làm gì ạ? Vên một nha, con Vên một nha. Ôi, ăn quả phantom chí quá.
Hay quá, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Đọc băng cái này bắn thì mắc binh này. Midfortune bắn, Midfortune. Ôi, đi cụ mình nhá, Midfortune hai lần rồi đấy. Đêm qua một lần, hôm nay một lần. Bắn ngu như con lợn. Đấy, phát này thì còn đỡ này. Mẹ nói không phải mê tín chứ con Midfortune ngu thật. Ngu thật chứ không phải ngu đùa. Ui, đẹp thế. Chết con mẹ rồi, Capsadin. Xếp sai rồi. À, may quá Capsadin đánh phiêu ra. Ngon, 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 ngon. Ngon rồi, ngon rồi. Đóng băng lại. Chết con mẹ hết chúng mày. Vĩnh biệt. Midfortune bắn. Ôi, bất tử mẹ rồi. Ơ kìa, lại bắn ngu đây. Mẹ chỉ số thông minh con này công nhận là thấp thật. Siêu thấp. Mẹ thua chỉ vì con Midfortune. Má con Midfortune, mẹ anh em nói chuẩn. Đồng đại nghĩa nói chuẩn. Óc chó này não nó truyền hết xương vú rồi. Garen. Garen. Con Midfortune nó bắn ngu cực kỳ luôn ý. Đây này, bây giờ có thêm cái này cho nó nốt này. Nếu mà giết con này xong là có cái này cho nó nốt này. Dồn hết tình cảm cho nó đấy mà bây giờ mà nó phụ lòng mình nữa là thật sự là đéo nói chuyện với nhau đâu, không nhìn mặt nhau đâu, nghỉ luôn đây này. Guide my soul. Chết con mẹ rồi, Leona bị burn mana rồi. Vu La băng hạn. Ok. Rồi bây giờ chỉ có trông chờ vào Midfortune này này. Đi mẹ Midfortune làm anh tự hào đi em ơi. Đấy. Mẹ như thế có phải là vui không? Thấy chưa? Con mẹ nhà nó. Nó bắn như thế có phải là win không? Đi, nó bắn ngu như con lợn đi thì mẹ não truyền xuống vú hết rồi chỉ được cái vú to. Ốc chó Midfortune, bố mày cho mày đúng một cơ hội để thôi đấy nha Midfortune nhá. Tôi đã nói rồi, nhất đâu có khó đâu, chả khó gì cả. Gáy tí à, xin phép gáy tí. Chứ ván đầu tiên là tôi đánh, tôi livestream mà tôi hay thường là cố tình về bet để gọi là kích nhân phẩm lên. Các cụ có câu là ù đầu, trâu chết. Chứ còn dễ cái game này đâu có khó. Dễ không nhưng mà đâu có khó gì đâu. Dăm ba cái thằng nhóc ác để gặp tôi đi ăn cắp ngay. Đi mẹ làm cả bộ 6 nó bồ khỏe lắm. Mà các bạn biết không, core item trong cái bộ này của tôi là gì? Con Vên 1. Con Vên thực ra là các bạn cứ nhìn vào là cái đam để gọi là top DPS là cứ các bạn cứ nhìn vào Midfortune đúng không? Các bạn nhìn vào Lucian đúng không? Xong rồi điểm nhấn là con Kale búp bất tử đúng không? Không phải. Mà nó nằm ở con Vên 1. Con Vên 1 mới là con búp nhân phẩm trong cái ván này. Mặc dù Midfortune ngu thật.